Xin chào cả nhà. David và cả nhà lại tiếp tục đàm luận về vấn đề đầu tư buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lướt qua các cái tin tức trước khi tôi đi họp online cùng team ekip phát triển về các cái hệ thống kinh doanh về robot cũng như là đưa ra các giải pháp về giao dịch GFX và quỹ giải pháp no loss system. Hôm nay chúng ta xem qua các cái tin tức thời sự, đúng không ạ? Cách kiếm tiền khi ở nhà mùa dịch, đúng không ạ? 8 giờ trước 200 triệu lướt sóng tích lũy cổ phiếu hàng không. À, đây cũng là một cái những cái bài rất là khá thú vị. Lướt sóng cổ phiếu có nên chuyển sang trái phiếu dự phòng tài chính bao nhiêu để phòng bất trắc. Đó, hôm nay có mấy bài rất là hay. Người ta nói rằng là bắt đáy các cái cổ phiếu hàng không, chuyên gia khuyến nghị nắm giữ dài hạn 1 đến 2 năm nhé. Nhiều cổ phiếu hàng không đã xuống vùng định giá hấp dẫn, sau đó chờ thị trường hồi phục. Đấy. Các chuyên gia nói rằng là đầu tư thì phải có một số vốn lớn và có 1 đến 2 năm chờ đợi và kiên nhẫn để mình đi làm việc khác. Tôi vừa thanh lý danh mục phái sinh vì lỗ đậm, đúng không ạ? Rất nhiều người bị lỗ. Đầu tư càng làm lớn càng lỗ, đúng không ạ? Rồi rất nhiều. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có những cái thành phần là càng mua dịch họ càng kiếm lời, đặc biệt là các quỹ đầu tư các cái danh mục phái sinh short sell. Tôi theo dõi nhiều diễn đàn chứng khoán thì phần đông khuyên gom cổ phiếu hàng không HVN, VGC, ACV, SAS, SGN vì đã giảm sâu. Chiến lược của họ là đánh nhanh rút gọn, bán ngay khi đã khi giá bật lên. Đó. Nhưng có những lúc bán không bán được, giá nó chẳng bật lên thì sao? Do vậy là mình phải đi theo chiều gió mà thôi. Covid ảnh hưởng sâu rộng đến doanh nghiệp, do vậy là đây là những chuyên gia. Diễn biến một số cổ phiếu hàng không, băn khoăn hiện tại cho thấy bạn là nhà đầu tư am hiểu chứng khoán không tức thời, đúng không? Theo biến động thị trường mà có tầm nhìn rõ ràng, vì thế tôi khuyên bạn nên giữ lập trường và dành số tiền cho chiến lược dài hạn. Đấy, đây là những cái chiến lược dài hạn. Thì rất nhiều các cái cổ phiếu đã sụt giảm, đúng không ạ? Trước đó chúng tôi đã phân tích rất nhiều về các cái yếu tố về đầu tư. À, chúng ta có thể tham khảo các cái chiến lược giá dầu, giá Bitcoin bán, đúng không ạ? Giá bán vài ngày, thậm chí 5-10 ngày, thậm chí 1 tuần, 2 tuần, chứ tránh trường hợp ngày hôm nay, đúng không ạ? Hôm qua tôi có lên một cái video về giá dầu, những bạn nào thích giao dịch về dầu thì có thể tìm hiểu ở video này. Thứ hai, các cái tỷ lệ dầu và BTC đưa ra các cái giải pháp, đúng không ạ? Hôm nay thì dầu đã lên một chút rồi, tối hôm qua thì tôi cho lệnh bán của giá dầu đã chốt lời, rất là ok. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ giá dầu bắt đầu sáng nay là cho mua giá dầu, đúng không ạ? Do mua dầu và đang đặt lệnh buy limit ở giá dầu, đúng không ạ? Đấy, kéo ra chúng ta sẽ nhìn thấy giá dầu tăng lên và tôi đang đặt các lệnh chờ của giá dầu. Vậy thì trong ngắn hạn hôm qua thì chúng ta cũng có những cái tỷ lệ short sell ở cái khung rất là thấp. Đấy, hôm qua chúng ta bán ở các vùng này và nó đã sập một phát, đúng không ạ? Sau sáng nay nó đã đều lên ở cái khung H1 và H4, bây giờ bắt đầu mới có một cây nến đang ngóc lên. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Tuy nhiên ở các cái mốc giá dầu chúng ta, đây là spot oil, là giá dầu là dựa theo các cái điểm dầu để chúng ta bán, chúng ta không trữ theo kiểu mua thùng. Nếu thùng thì chúng ta có kỳ hạn và còn ngày mai là ngày 17 tháng 4 sẽ đáo hạn một cái kỳ dầu ở một sàn. Do vậy là khả năng khi cận ngày đáo hạn thì một là nó sẽ xuống thảm để cho cái người đáo hạn lỗ. Hai là sẽ bật lên rất mạnh để những người khác không mua được, bởi vì mai là chốt lời luôn, họ muốn đánh nhanh cũng không được. Nhưng hầu hết tôi nghiêng về cái tỷ lệ bật lên của dầu rất là nhiều cho cái kỳ đáo hạn này. Do vậy là trong ngắn hạn thì short sell, nhưng trong dài hạn vẫn phải mua trữ. Một số các cái thành viên đã bắt đầu nạp tiền vào GFX để có thể mua, để bắt đáy, và chúng ta có một cái chiến lược dài hạn. Chúng ta cũng hiểu rằng là 13 năm, 14 năm trong cái giá dầu là thấp nhất. Tuy nhiên là chúng ta phải có cái chiến lược dài hạn. Trong trường hợp nó xuống khoảng 3 giá nữa, tầm về 17 một thùng và thậm chí về 12 đô một thùng thì sẽ như thế nào? Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải xem xét. Chúng ta cũng theo dõi ngày hôm qua cái tỷ lệ Bitcoin và Ethereum ngày hôm nay có đợt hồi và hôm qua đã xuống rất là sâu. Đúng không ạ? Rồi vàng lên 1744, hôm nay cũng đã có những cái điều chỉnh. Và những người ăn vàng được ngày hôm qua đó là vào mốc 1709 như phân tích đã
có cái điểm chốt lời. AUD cũng như vậy, thì trong cái Facebook ông già đầu tư Nguyễn Quang Học này, đúng không ạ, chúng ta có thể theo dõi các cái tỷ lệ của Robot Trade, chúng ta xem robottrade.vn để chúng ta theo dõi các cái tin tức này. BTC đúng không ạ, và Go, đây là những cái đánh giá để chúng ta theo dõi. Và chúng ta nhìn các con sóng của Bitcoin bây giờ, sóng của Bitcoin 6630 đã có các cái điểm hồi trong sáng ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì điểm vào và các cái vùng bán là 6910 đã được tích lũy và bán ở các cái vùng 6867, sau khi điểm hồi là vùng 6772 và nó đã sập thảm xuống 6502, và thấp nhất trong ngày hôm nay đó là 6451, và bây giờ thị trường châu Á đang điều chỉnh lên. Tất nhiên thị trường này đang điều chỉnh lên để tôi nghĩ rằng nó có thể về vùng 6691, 6700 để có thể tiếp tục đi theo một con sóng là đánh xuống nữa. Và chu kỳ của H4 vẫn là một cây nến đang đi xuống. Cây nến này nó vẫn đang đi xuống. Do vậy là chúng ta nhìn thấy được là nó có một sự điều chỉnh ở cái cây nến này. Và nếu cây nến này nó bật lên 50% của H4 và nó đóng cửa trên 70% thì hoàn toàn có thể có sự hồi. Và lúc này lực bán thì chúng ta là phải chờ đợi, bởi vì sao? Có thể nó lừa cả thị trường để kỳ halving này nó lên một cách vũ bão thì sao? Đúng không ạ? Bitcoin là như vậy. Thị trường vốn dĩ là không dễ dàng, do vậy là những người ta nói là mua vào thật mạnh thì chắc chắn nó sẽ xuống, có những người nói mua vào mua xuống thật mạnh thì có thể nó sẽ lên. Do vậy đây là một cái lực hồi để thị trường nó đạt được cái điểm và có thể giằng co giữa mua và bán. Như vậy Bitcoin vẫn là một trong những cái lúc nhạy cảm và chờ hồi giá để có thể bán ra. Các vùng bán ra cho thấy rằng là điểm hồi của giá nó rơi vào vùng 66, 67, vùng giữa của Ichimoku, khiến cho các cái mức cản tạm thời của giá thậm chí nó hoàn toàn có thể hồi về vùng là 67, 72. Tuy nhiên trong dài hạn vẫn được coi là một cái biện pháp đánh xuống. 5837 vẫn là một cái mốc để chúng ta có thể test và theo dõi. Thì ở Facebook, ông già đầu tư chúng ta có thể theo dõi để chúng ta biết được các cái mô hình của giá. Thứ hai nữa là đối với lại BCH. BCH chúng ta cũng có cái đợt sụt giảm nghiêm trọng, đúng không? Sau halving mà nó cũng không lên được. Cái kịch bản của Bitcoin cũng có khả năng là gì, nó sẽ bơm thổi lên vùng 9.000, sau đó sụt giảm. Theo ý của tôi thì Bitcoin vẫn là cái vùng là gì, mua ở các vùng 64, 62 và 58, ba cái vùng đấy là ba vùng mua. Chúng ta có thể mua dần 1 bit, 2 bit dần. Nếu chúng ta có đòn bẩy 1, 100 hoặc 1, 10, chúng ta sẽ có cái cách phân bổ, bởi vì số tiền có 1 bit chúng ta sẽ đánh được 10 bit. Do vậy chúng ta sẽ phân bổ khoảng 4 bit để chúng ta có thể co được độ co giãn của nó. EOS thì cũng sập thảm, đúng không ạ? Tuy nhiên là gì ạ? Các cái điểm hồi của giá có thể về vùng giữa của Bollinger Band và chạm đáy của Bollinger Band, sau đó bật lên, bởi vì Ichimoku đang rất là dày, nó có thể về vùng 2.8. Có rất nhiều người nói về Litecoin, tôi sẽ để ý qua một chút về Litecoin trong dài hạn. Trong dài hạn là tạo ra một cái xu hướng xuống, tất nhiên là cái lực mua của D nó vẫn đang là một cây nến rất là mỏng, khiến cho tôi nghĩ rằng cái việc mà gì có cái lực đánh xuống rất là yếu ớt. Do vậy trong vùng Litecoin vẫn là một trong những vùng thấp lúc này. Hiện tại 37 là đánh giá là một trong những vùng trữ rất là thấp để chúng ta có thể ok mua. Rồi Ethereum. Ethereum hiện tại đang giá điều chỉnh ở đường giữa của Bollinger Band, nó có thể về 146. Đây cũng là một cái vùng mua hỗ trợ. Tuy nhiên trong dài hạn và chờ đóng cửa của H4, nếu trong trường cây nến này lên đến 50 trên 50% đóng cửa, chúng ta sẽ có được các cái giải pháp của tăng giá của Ether. Tuy nhiên cái vùng tìm về đó là vùng 145 và các cái vùng cản rất là cứng ở các cái vùng các cái nến xếp nhỏ li ti này, đó là vùng 132, 129, thì rất nhiều người đang chờ đợi ở vùng này để mua, và cái lực đỡ ở vùng này rất là mạnh, khiến cho nếu trong trường hợp chúng ta mua ở các cái vùng giá thấp thì chúng ta sẽ phải mua dò lệnh, dò đáy thì mới có thể đạt được các cái tỷ lệ thấp, đúng không? Vì nó là hàng vật chất,
việc đánh short sell nếu trong trường hợp không tỉnh táo chắc chắn là sẽ bị thua. Thị trường lúc này thì chúng ta vẫn đổ sâu vào vàng và dầu. Dầu được đánh giá là một trong những cái vùng để mua dài hạn an toàn, giống như các chuyên gia họ đang khuyến cáo là mua và có một cái tầm nhìn rộng, tầm nhìn xa thì mới có thể ok được. Có rất nhiều người đã nộp tiền để mua với số lượng lớn thì theo tôi thì mua dài ra là sẽ tốt hơn. Các vùng giá dầu đưa ra những cái giải pháp cho chúng ta, đó là những cơ hội của mùa Covid này. Hãy tập trung vào hai hoặc ba con thôi, đúng không ạ? Giá vàng hiện tại đã sập xuống 1,712 và trong cái tương lai nó sẽ tìm về các vùng 1,695. Như hôm qua đã phân tích ở Facebook, đúng không ạ? Giá vàng đã tìm về 1,695, các vùng cản của nó, đúng không ạ? Đấy là cái mà chúng ta có thể đánh lướt sóng. Giá vàng vẫn đưa ra các cái mô hình mà khi thị trường ổn định rồi, đúng không ạ? Lập tức là gì ạ? Họ sẽ thoát khỏi nơi trú ẩn an toàn bằng vàng, được đẩy ra thị trường với các cái mã cổ phiếu, khiến cho dòng tiền sẽ chuyển từ vàng sang cổ phiếu, do vậy cổ phiếu nó sẽ đi lên. Tuy nhiên trong lúc này giá đang điều chỉnh, tôi thấy rằng các cây nến nhỏ li ti bắt đầu xếp ở dải dưới của Bollinger Band hỗ trợ cho việc bán và lực bán bắt đầu. Vậy những ai đã bán được đỉnh các cái vùng 1,745 hoàn toàn có thể giữ và người ta sẽ lợi nhuận rất là nhiều. Đấy là các cách đánh dài hạn. Lúc này thị trường tập trung đổ vào vàng, sau đó đổ vào dầu. Dầu vẫn đưa ra các cái mô hình và các cái mốc chữ ở các vùng 19, thậm chí là 17. Chúng ta xem ở H4. H4 chúng ta kỳ vọng ở các vùng test đáy là vùng 20.39 này, đã được test đáy rất nhiều lần này. Vùng này rất là nhiều lần. Do vậy là gì ạ? Nó đã hồi lên. Nếu trong trường hợp hôm nay kỳ đáo hạn của các cái sở giao dịch hàng hóa tại New York cũng như là các cái sàn ở Nhật, đúng không ạ? Các cái thị trường tài chính lớn thì đáo hạn cho dầu nó sẽ có một cái mức đi lên rất là mạnh mẽ. Nếu trong trường hợp ngày mai mở lệnh thì chắc chắn là gì ạ? Có cái lực mua để bắt đáy giá dầu rất là lớn. Tôi kỳ vọng vòng giá dầu của ngày hôm nay là lên rất là mạnh. Tôi cũng đang đặt vào 2,4,6,6 lót giá dầu và cũng đặt các cái trường hợp giá dầu thấp xuống để có thể mua vào với 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng đạt trên 10 lệnh, đúng không? Và mình phải hiểu được cái số lượng lệnh này như nào, một lót là bao nhiêu thùng. Ở trong cái video kia hôm qua tôi đã nói rất là chi tiết. Hai nữa là tài khoản có thể đủ chịu được margin 15.000% là bao nhiêu đối với 6 lót, một pip nó sẽ chạy là như thế nào và cái tỷ lệ lỗ là ra sao, do vậy chúng ta phải tính toán rất là chi tiết. Lúc này đây, cái cơ hội đối với dầu, cơ hội đối với vàng và cơ hội đối với Bitcoin. Bitcoin có thể xuống 6.200. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem xét rằng cái việc mà Bitcoin là một hàng hóa vật chất, nó sẽ có cái lực đỡ một cách bất ngờ, đúng không ạ? 66. Thì sáng nay rất nhiều người đã nói rằng là muốn bán đuổi thì rất là khó chịu khi mà sáng nay lực đã bật lên từ 6452 và bật lên như thế này. Nếu ai bán đuổi thực sự là cảm thấy rất là khó chịu. Thứ hai nữa là nếu bán ra chúng ta phải bắt buộc phải kiên nhẫn chờ các điểm hồi thì mới có thể an toàn được. Còn trong trường hợp mà chúng ta lỡ các con sóng đã xuống rồi, bắt buộc chúng ta phải đặt các cái lệnh mua vào ở các cái vùng đáy và kỳ vọng cho cái việc mua ở vùng 64, 62, 60 và 58, gồm 4 mức giá đó thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái mùa halving của Bitcoin sẽ tốt hơn. Hãy nhớ rằng Bitcoin là một dạng hàng hóa, do đó nó sẽ đi theo các mô hình tích trữ là nhiều. Và các mô hình tích trữ này sẽ được hiểu rằng là vùng giá đáy, vùng giá thấp sẽ có lực mua vào rất là mạnh. Nó không như là tiền tệ, nó không như là các cái mô hình mà gì ạ, điểm vào của chênh lệch giá và chênh lệch tỷ giá. Do vậy chúng ta xem xét đánh dầu, đánh vàng, đánh về Bitcoin, nó là một dạng hàng hóa, là một dạng tích trữ mà nhiều người mua nhỏ sẽ gì ạ, tích lại thành một cái điểm mua lớn. Do đó mình phải có tư duy thông thường là việc giá thấp thì sẽ mua vào. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chúng ta không xác định được mức cản, việc mua thấp là chúng ta sẽ bị bắt đáy. Bắt đáy là giống như là dao rơi, do vậy là chúng ta phải chú ý. Cơ hội đổ về Ether và Bitcoin và giá dầu, chúng ta theo dõi ở kênh Facebook Ông Trà Đầu Tư, đúng không ạ? Và YouTube để chúng ta có thể đăng ký và chúng ta theo dõi trong đầu tư gì vn của các cái video. Những việc sử dụng robot thì chúng ta có thể chat Zalo 0987732228 cùng với David để chúng ta theo dõi. Thứ hai nữa là
GFX đưa ra các giải pháp no loss system, một trong những giải pháp không thua lỗ chúng ta chat để chúng ta được hưởng cái quyền lợi tại GFX, cũng như là các gói giải pháp, các gói lợi nhuận đúng không? Thông qua giao dịch robot, thông qua giao dịch bảo hiểm tài khoản, và đặc biệt là các gói lợi nhuận mà có những cái giao dịch tốt nhất để cho quý khách hàng với các cái cam kết của GFX. Việc vận hành quỹ phải đảm bảo được các yếu tố minh bạch, rõ ràng và mong nhà đầu tư có lời. Đấy là cái điều quan trọng nhất trong cái quỹ GFX này. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu về GFX và robotj.vn. Và bây giờ chúng ta lại điểm qua các cái thông tin của sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay có rất là nhiều tin được thống kê, sự kiện trong ngày hôm nay là OPEC sẽ thông báo thị trường dầu thô hàng tháng trong vòng vài ngày, thời gian thông báo chung là khoảng 17-19 giờ. Các nhà lãnh đạo G7 sẽ tổ chức một cuộc họp video vào thứ năm để thảo luận các cái biện pháp hỗ trợ chống dịch. Bộ trưởng Tài chính G7 cho biết vào ngày 14 ông sẽ sẵn sàng dùng tất cả công cụ chính sách để đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Bây giờ chống dịch xong rồi, bắt đầu là suy giảm kinh tế, và các ngài là sẽ đảm bảo tăng trưởng kinh tế bằng các cái biện pháp. Cục Dự trữ Liên bang William sẽ bài phát biểu về chủ đề triển vọng kinh tế Mỹ. Hôm nay là cũng có rất là nhiều cái để chúng ta theo dõi, vào ngày mai là thứ sáu đó. Thống đốc Ngân hàng Canada, Phó Thống đốc cấp cao của Ngân hàng Canada, Winskin phát biểu lúc 9 vào 3 giờ sáng mai. Tất cả những cái tin của Mỹ là sẽ phụ thuộc vào cái tin của USD cộng với lại thông tin của giá dầu của ông Canada này, ông sẽ kích thích cái vấn đề tăng giá dầu ngày mai đây. 19:30 sẽ công bố số lần yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đầu tiên tại Hoa Kỳ. Thị trường hiện tại là 5,1 triệu đúng không ạ? Thấp hơn giá trị trước đó là 6,6 triệu trong 3 tuần. Về cái vấn đề tỷ lệ thất nghiệp cũng như là các cái yếu tố, chúng ta đã nhìn thấy cái sự khủng hoảng nó đã dấn sâu vào thị trường Mỹ, khiến cho USD tăng cao. Nhà nhà chữ USD và đồng USD là nơi trú ẩn rất là an toàn, khiến cho chúng ta thấy được giá vàng tăng lên ở USD, và vàng được coi như là một cái nơi trú ẩn an toàn đó. Từ đó chúng ta mới thấy được là các cái quy trình đầu tư sẽ đưa ra các cái giải pháp để cho chúng ta nhìn nhận được các vấn đề về mã chứng khoán, giá dầu, giá vàng và Bitcoin và Ether. Chúng ta hãy xem xét một cái thế giới đầu tư này để chúng ta tìm hiểu và các quy trình sao cho nó ổn thỏa nhất. Thứ hai nữa, chúng ta đừng ngần ngại chat Zalo 0987732228 cũng như là các link web ở dưới video này để chúng ta có kết hợp cũng như là đưa ra các giải pháp cùng với quỹ GFX đảm bảo an toàn cho mọi người. Hôm nay tổng kết thị trường của ngày hôm qua cũng như là các cái tin tức, thì hy vọng rằng mọi người có những cái tổng quan riêng. Hẹn gặp lại và xin chào mọi người.